Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 3 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Hưng Yên tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Thách thức khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bắt quả tang nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 451 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Hồng Vận. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đào Hồng Vận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là năm thứ hai trong nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ còn rất nhiều. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong vai trò là Bí thư Huyện ủy Văn Giang, một huyện phát triển của tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lan tỏa trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong toàn Đảng bộ để cùng tập thể thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2025, huyện Tiên Lữ phải quyết tâm hoàn thành xây dựng 100% xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển khoảng 600 ha khu công nghiệp. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tại buổi làm việc, huyện Tiên Lữ kiến nghị đề xuất 4 nhóm vấn đề, trong đó có việc huy động nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển 4 cụm công nghiệp đã được quy hoạch, hỗ trợ xây dựng, đầu tư các tuyến đường, kết nối với các huyện Phù Cử, Ân Thi, Kim Động, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian thủ tục thu hồi đất, hỗ trợ hướng dẫn huyện trong việc lập hồ sơ bảo tồn, phát huy giá trị một số di tích. Đề nghị bổ sung nguồn nhân lực trang thiết bị cho ngành y tế, tháo gỡ khó khăn thiếu giáo viên ở các bậc học. Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đóng góp ý kiến để huyện Tiên Lữ phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Các sở ngành sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Quan điểm của các anh như là cái việc mà cấp giấy chứng nhận trái thẩm quyền ấy, thời điểm là giao đất trái thẩm quyền như họ mất các giấy tờ và đặc biệt là cái phiếu thu tiền. Nó liên quan đến cái việc xử lý họ phải nộp là bao nhiêu. Thế thì những cái trường hợp mất này họ không giữ được thì đối với cơ quan nhà nước cũng phải hỗ trợ họ. Thời điểm xã hoặc thôn hay ở đâu thu tiền thì xem có những cái phiếu lưu không? Phải có sổ lưu ABC chứ. Hiện nay là về lúa thì công chí đã đẩy được cái chất lượng cao lên là nhất tỉnh ấy, khoảng 75%. Đấy thì công chí đã làm cái nếp thơm Hưng Yên. Đấy thì bây giờ công chí tiếp tục. Cái thứ hai nữa là công chí đang làm cái sản xuất giống. Đấy, sản xuất giống cái đó là cái mà hiệu quả rất là cao.
mà tiến tới là bây giờ là người ta sẽ tập trung cho cái đó, vì nông nghiệp của Hưng Yên thì cái diện tích nó không nhiều, do vậy là mình đang có cái thế mạnh về cái sản xuất giống, kể cả về cây trồng và vật nuôi. Chúng tôi tới đây cũng sẽ tập trung để cùng với các đồng chí triển khai thực hiện cái này nó thật tốt. Là một huyện còn tới 13% nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, huyện Tiên Lữ cũng đang có khát vọng vượt bậc về phát triển một khu công nghiệp có quy mô để tạo đột phá trong bức tranh kinh tế xã hội những năm tới. Phía Nam này cần một khu nghiệp quy mô lớn. Thời gian vừa qua rất dài của cả tỉnh, các huyện phía Nam này chưa có một cụm công nghiệp có quy mô để thu hút được. Ví dụ là một cái đơn giản như cụm của Vĩnh Phúc thôi, nằm xen canh ở Trân Chắc, nhưng một năm mấy trăm tỷ. Trong khi đó mỗi huyện phía Nam này, tôi nghĩ là trong nhiệm kỳ này và ít nhất nửa nhiệm kỳ sau, nguồn thu bền vững thì quanh con số khoảng trăm tỷ, hơn trăm tỷ là cao. Tức là nó không bằng một cái nhà bánh kẹo Hải Châu hoặc một cái nhà máy nhỏ nhỏ trên kia. Đấy là cái thực tế. Mà nếu bây giờ chúng ta có cụm công nghiệp, ngày mai có cụm công nghiệp và có nhà đầu tư thì chắc phải xong năm nữa mới có thuế được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta là không làm thì nghĩa là chẳng bao giờ nó có. Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu đến năm 2030, huyện Tiên Lữ phải thành công trong việc phát triển khoảng 600 hectare diện tích khu công nghiệp đã được tỉnh định hướng quy hoạch. Tuy nhiên, trong lộ trình phát triển cần xác định mục tiêu ưu tiên. Trước mắt, mục tiêu đến năm 2025, huyện Tiên Lữ cần quyết tâm thực hiện thành công việc xây dựng 100% xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đề nghị các đồng chí trong tập thể ban hội cho quyết tâm cái đó. Đấy là sản phẩm. Thế ta làm những cái lớn thì không có điều kiện làm lớn. Đúng rồi, thì ta làm cái tương đối. Chứ mà không phải là nhỏ đó. Cơ bản nhất là cái mục tiêu đó ta làm đó thì cũng là điều kiện để ta nâng cao phát triển kinh tế xã hội mà. Rồi nâng cao cuộc sống của người dân mà. Tạo thành môi trường xanh sạch đẹp mà. Rất tốt. Thì trong đấy có rất nhiều nội dung. Thì tôi đề nghị thế này. Thứ nhất là ta có nghị quyết. Cái đó là ta lãnh đạo chỉ đạo. Và sau đó thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Hai là đối với tỉnh thì tập trung hỗ trợ những tiêu chí còn thiếu, còn yếu của huyện đề xuất. Đấy là tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ, vì tỉnh yêu cầu cái đó thì tỉnh sẽ quan tâm. Cái đó thì chúng tôi cũng không phải hô hào bằng hình thức lý thuyết. Đấy là nó nói này nè, đặc biệt là hệ thống cây xanh. Cây xanh thì tỉnh cũng đã có đề án, thực ra cái nội dung này thì tỉnh cũng đã làm trước. Thế vừa rồi là các cái tiêu chí mà Thủ tướng phê chuẩn các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu có cái cây xanh. Rất chú trọng, 70% là phải phủ kín đối với đường tỉnh, đường huyện. Mà tỉnh cũng đã hỗ trợ rồi, mỗi một huyện là tỉnh hỗ trợ 200 triệu. Nhưng với cái bối cảnh này thì có thể hỗ trợ thêm. Nếu đồng chí cứ bỏ bao nhiêu thì tỉnh hỗ trợ bấy nhiêu. Đồng chí bỏ ra 1 tỷ, tỉnh lại hỗ trợ 1 tỷ. Tức là ưu tiên. Vì ưu tiên để các chức đâu các đồng chí làm việc, yêu cầu các hội đoàn thể lên nhân dân vào cuộc tích cực ta chăm bón cây nó lên, sau đó là nối dài mà huy động nhân dân, mà khi mà đường có quy hoạch rồi ta vốn mồi vào đấy, xong các hội đoàn thể tích cực ta nối dài thêm, huy động nhân dân nối dài thêm, quyên góp ủng hộ cây mà lại ta trồng vào đấy, thì tôi nghĩ là nhân dân cũng sẽ ảnh hưởng rất tích cực. Thế bên cạnh cái đó thì chúng ta phát triển công nghiệp, nhưng mà phải đến năm 2025 và đến giai đoạn 2030 thì chúng ta mới phát triển. Còn giai đoạn này chắc đó chỉ một phần thôi, khoảng có 200 hectare thôi. Thế còn đến năm 2022, giai đoạn 2030 thì ta có lấp đầy được 600. Thì lúc đó mình sẽ có 600 hectare thì nó bắt đầu huyện phát triển rồi đấy. Phải xác định hướng đi thế. Thế còn từ nay đến năm 2025 thì ta hướng đi là tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu. Và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, huyện Tiên Lữ cần làm tốt công tác quy hoạch. Lấy ví dụ, một miếng vải tốt muốn thành quần áo đẹp phải có một người thiết kế giỏi. Vì vậy, huyện có thể mời các đơn vị tư vấn có uy tín để lập quy hoạch. Về phát triển công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quan điểm phải hướng đến phát triển bền vững. Về phát triển các khu có cụm công nghiệp đây này, thì các đồng chí có đề xuất từ tăng diện tích lên. Về quan điểm thì nhất trí, nếu nhà đầu tư nào làm tốt, đồng ý cho mở rộng ngay lập tức. Quan điểm của tỉnh rất là rõ, nhưng còn không làm được thì rất qua thủ. Thế còn lại các vị trí khác thì có thể là chưa có cái cụm công nghiệp ấy, thì ta lập mặt bằng xây dựng. Trong đó có hệ thống giao thông, trong đó có hệ thống xử lý nước thải, thoát nước, thì ta tiếp nhận khác trên đây.
Thế đây là cái tiếp nhận là cái tiếp nhận cứ mặt đường người ta làm. Vì cái lúc đó ta khó khăn mà chỉ thích ông vào thôi thì cứ vào tỉnh là tốt rồi, cứ cho thôi. Cái bối cảnh khác nhau thì ta thành sự khác nhau. Còn bây giờ thì ta lại quan tâm đến vấn đề môi trường. Tỷ tiếp nhận cao gián nó không ô nhiễm môi trường. Hai là khi vào thì có quy hoạch chất rõ ràng, không để tạo đất xen kẹp nồi nõm để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Với tinh thần huyện phát triển thì tỉnh phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí về chủ trương để huyện Tiên Lữ đề xuất đầu tư tuyến đường tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nhấn mạnh giao thông đến đâu văn minh đến đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng việc phát triển giao thông nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên đường, kết nối phát triển với các địa phương khác, giải quyết vấn đề xung đột giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh. Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển của địa phương. Hiện thành phố Hưng Yên đang tập trung thực hiện các công việc để công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm năm 2022 hoàn thành đúng tiến độ. Ngay sau khi dự án đường trục phía Nam khu Đại học Phú Hiến đoạn từ đường HI3 đến đường bộ nối hai cao tốc có chiều dài trên 2.000m được phê duyệt, thành phố Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù cho gần 330 hồ sơ đất nông nghiệp với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Riêng với diện tích đất ở, thành phố đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án giá bồi thường và giá bán tái định cư. Theo kế hoạch năm 2022, dự án xây dựng đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiến Nam sẽ được đầu tư mở rộng từ 3m mặt thành 14m, có vỉa hè và hệ thống cống thoát nước ngầm. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý Dự án thành phố đã kiểm kê xong và đang trình giá bồi thường, lập phương án giải phóng mặt bằng. Vừa rồi các ông chí đi kiểm kê đấy thì nhân dân gần như 100% này hoàn toàn đồng ý và đồng tình với cái dự án, cho nên là càng làm nhanh càng tốt. Sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án chợ Phú Hiến, ngày 11 tháng 3 vừa qua, thành phố đã triển khai cuộc họp cùng các phòng ban liên quan và chủ dự án để tìm giải pháp tháo gỡ, quyết tâm hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2022. Tôi thì kiến nghị làm sao các cơ quan chức năng giúp đỡ cho chúng tôi. Chúng tôi muốn đi để giải phóng giả đất và tôi cũng mong mọi người cũng ủng hộ để làm cho cái chợ khang trang sạch đẹp. Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã thành lập nên một ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, thì thành phố cũng đã họp bàn với doanh nghiệp và cũng nêu lên rất là nhiều phương án. Và tôi hy vọng là trong quý 1 và quý 2 thì dự án chợ Phú Hiến sẽ có được mặt bằng để triển khai. Đối với các hộ dân mà đồng thuận bàn giao mặt bằng thì ngoài các cơ chế chính sách của nhà nước đã hỗ trợ đền bù cho hộ dân thì doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ thêm cho các hộ dân. Sau khi có mặt bằng sạch thì doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ cam kết khoảng 24 tháng là chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả những dự án hạng mục mà đã được phê duyệt. Năm nay, thành phố Hưng Yên có 15 công trình dự án trọng điểm, trong đó có 9 dự án giao thông, 4 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư mới, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là trên 63 ha của trên 2.800 hộ, bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp. Hiện tại, thành phố đã cơ bản hoàn thành xong công đoạn rà soát nguồn gốc đất, đang trình giá bồi thường và lập phương án giải phóng mặt bằng. Sau khi mà có quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân thì chúng tôi sẽ phối hợp ban ngành cùng với cả chính quyền các phường xã tuyên truyền để các hộ dân ủng hộ bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Một tuần sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép tất cả các trường học mở cửa trở lại, tỷ lệ học sinh tới trường học tập đang có xu hướng gia tăng. So với tuần trước, số trẻ mầm non và học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tới trường học trực tiếp tăng hơn 60.000 em, đạt hơn 47%. Trong đó, bậc mầm non và tiểu học tăng gấp 2,3 lần. Hiện các bậc phụ huynh học sinh cũng đang dần có sự thay đổi suy nghĩ, thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh. Bên cạnh đó, các trường học đã chủ động xây dựng phương án dạy và học theo hướng chủ động, chuyển trạng thái từ dạy trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại một cách linh hoạt, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch trong các nhà trường, qua đó giúp cha mẹ yên tâm hơn khi cho con tới trường. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với khối lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về giáo viên giảng dạy ở các môn học mới. Năm học tới,
cũng như các trường khác tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Chương trình lớp 10 không chỉ xuất hiện một số môn học mới như âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục kinh tế và pháp luật, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp mà việc tổ chức dạy và học cũng có nhiều thay đổi. Học sinh sẽ học tập theo tổ hợp gồm 7 bộ môn bắt buộc, 2 môn học tự chọn và 5 môn học lựa chọn. Khó khăn lớn nhất là vấn đề nhân lực, nhất là ở các bộ môn mới. Đối với giáo viên âm nhạc và mỹ thuật của khối trung học cơ sở thì mới chỉ đáp ứng được đối với khối trung học cơ sở. Còn nếu đối với khối trung học phổ thông thì nhà trường vẫn phải cần thêm giáo viên nữa. Nhà trường thì cũng đã có các đề xuất, đó là tiếp tục là tập huấn hoặc là đề nghị là đào tạo cho một số giáo viên mà ở trong diện thừa, ví dụ môn văn có thể đào tạo để có thể dạy được các bộ môn khác, ví dụ môn hướng nghiệp, trải nghiệm, sáng tạo. Bao giờ có cái sự khởi đầu mới thì cũng có những cái khó khăn, làm quen với một cái bộ sách giáo khoa mới sẽ phải tìm kiếm những cái tư liệu mới để soạn một cái bài giảng theo cái định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chương trình giáo dục phổ thông mới với khối lớp 3 cũng gặp nhiều thách thức khi hai môn tiếng Anh và tin học trở thành môn học bắt buộc. Nhiều trường tiểu học thiếu hoặc không có giáo viên dạy hai bộ môn này. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phòng máy thiếu và yếu, không đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học. Trong bối cảnh tiếp tục tinh giản biên chế, nguồn đầu tư cho giáo dục còn khó khăn, nhiều trường học phải có những giải pháp tình thế. Nhà trường cũng đang linh hoạt để đưa các giáo viên có trình độ công nghệ tin học tốt, cũng như là giáo viên văn hóa giảng dạy đối với lớp 3 sang năm sẽ trực tiếp tham gia các cái lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ tin học, đảm bảo sẽ có giáo viên dạy tin học cho các em. Triển khai chương trình sách giáo khoa mới, các trường học ở tỉnh Hưng Yên chưa có giáo viên dạy âm nhạc mỹ thuật ở bậc trung học phổ thông, đồng thời cũng chưa có giáo viên dạy môn ngoại ngữ thứ hai. Phát biểu trước cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thiếu giáo viên đang là thách thức lớn nhất khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời đề nghị cần có hướng dẫn cơ chế để địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên, chuẩn bị nhân lực thực hiện đổi mới giáo dục. Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, các cấp bộ đoàn huyện Yên Mỹ đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh các hoạt động truyền thống như dọn dẹp vệ sinh, thu gom phân loại xử lý rác thải, tháo gỡ các biển quảng cáo giao vặt trái phép, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, đoàn thanh niên một số xã thị trấn đã có những đổi mới sáng tạo nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Tiêu biểu như đoàn thanh niên xã Hòa Long vẽ trang trí tường ủy ban nhân dân xã, trường học, xây dựng con đường bích họa, xã Trung Hòa tái chế lốp xe cũ thành đồ chơi, các xã Trung Hòa, Thanh Long, Yên Phú trồng cây phủ bóng mát. Không chỉ thu hút khoảng 500 đoàn viên thanh niên tham gia, phong trào Chủ nhật xanh tại huyện Yên Mỹ còn góp phần lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân. Nhận được tin báo khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Thu Phương ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đi trên đường thuộc thôn AB Quán Trạch, xã Liên Nghĩa thì bị một nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia ném vào đầu làm chị Phương phải đi bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Văn Giang đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy tìm được 12 đối tượng. Các đối tượng đều có tuổi đời trẻ từ 15 đến 17 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại huyện Khoai Châu và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Trước đó, các đối tượng trên đã điều khiển xe mô tô đi từ huyện Khoai Châu lên địa bàn các xã thuộc huyện Văn Giang và đều không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, đi xe tốc độ cao khoảng 70 đến 80 km/h, bấm còi rú ga, lạng lách đánh võng, quẹt sao phóng lợn xuống đường gây mất an ninh trật tự. Khi đến địa phận thôn AB Quán Trạch, đối tượng Nguyễn Hoài Nam đã dùng chai bia ném trúng đầu chị Nguyễn Thị Thu Phương, khiến chị phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Hiện Công an huyện Văn Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an huyện Văn Lâm vừa phối hợp với Công an thị trấn Như Quỳnh kiểm tra lán tại cánh đồng thôn Ngô Xuyên thị trấn Như Quỳnh của Nguyễn Văn Nam sinh năm 1982, phát hiện 6 đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh sâm.
Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Ích Thọ, Nguyễn Xuân Thịnh, Nguyễn Đắc Tùng, Đinh Công Hữu đều trú tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Cơ quan công an đã thu tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 13 triệu đồng, 2 khẩu súng, nhiều hộp đạn chưa sử dụng cùng nhiều vật chứng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Bộ trưởng các nước thuộc Liên minh châu EU ngày 21 tháng 3 vừa qua đã nhóm họp nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung liên quan đến kế hoạch cấm vận dầu và khí đốt từ Nga. Tại cuộc họp này, các nước như Ba Lan hay các quốc gia vùng Baltic yêu cầu Liên minh châu Âu phải lập tức cấm vận dầu mỏ và khí đốt từ Nga hay chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga. Nhưng đề xuất này không nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước. Ngoại trưởng Đức cho rằng việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga là một thực tế tại nhiều quốc gia châu Âu và sự phụ thuộc này sẽ không thể lập tức chấm dứt chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài Đức, các nước như Italia, Hà Lan, Áo hay Slovakia cũng không ủng hộ việc cấm vận ngay lập tức nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo nếu phương Tây cấm dầu của Nga, giá dầu sẽ tăng vọt lên mức $300 một thùng, thậm chí là $500 một thùng. Còn hiện tại, giá dầu cũng đang tăng mạnh liên tiếp trong 3 ngày gần đây khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine kéo dài gần một tháng. Chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa đưa ra lời cảnh báo về kế hoạch rời nhà xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc. Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol có thể sẽ tạo ra sự rối loạn và khoảng trống an ninh nếu vội vã rời Nhà Xanh. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol thông báo sẽ không vào Nhà Xanh làm việc như truyền thống mà sẽ chuyển văn phòng tới khu nhà của Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan, trung tâm Seoul, ngay sau khi nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 tới đây, trong khi Nhà Xanh sẽ mở cửa hoàn toàn cho công chúng. Kế hoạch này dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng $40 triệu. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cho rằng Nhà Xanh là biểu tượng của quyền lực phong kiến. Song có một số ý kiến cho rằng ông Yoon Suk-yeol đưa ra quyết định dựa trên yếu tố phong thủy. Nhiều đời Tổng thống Hàn Quốc gần đây đều phải ngồi tù sau khi rời nhiệm sở. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy bất cứ nạn nhân nào sống sót sau vụ tai nạn rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines. Thông báo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bất cứ nạn nhân nào sống sót sau vụ tai nạn. Chiếc máy bay Boeing 737 của China Eastern Airlines đã bị rơi gần thành phố Ngô Châu ở Quảng Tây khi đang bay từ Vân Nam đến Quảng Đông. Máy bay chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Đây là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua ở Trung Quốc. Tòa án tại thủ đô Moscow của Nga vừa ra lệnh coi Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp là một tổ chức cực đoan. Giới chức Nga cáo buộc công ty Meta của Mỹ làm việc chống lại lợi ích của Nga và quân đội của họ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tòa án ra phán quyết coi Meta là một tổ chức cực đoan, tương đương với nhóm vũ trang Taliban ở Afghanistan, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Trung Đông và một nhóm của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Trước đó, Văn phòng Tổng công tố Nga đã cáo buộc Facebook và Instagram hạn chế truy cập với truyền thông Nga và cho phép hàng loạt bài đăng kêu gọi bạo lực nhằm vào công dân Nga để phản ứng với chiến dịch quân sự tại Ukraine. Xin chuyển sang các tin tức khác. Khu vực phía đông nam của Nam Cực vừa qua đã ghi nhận những mức nhiệt cao bất thường trong tuần này, cao hơn khoảng 30 độ C so với mức nhiệt thông thường. Các chuyên gia nghiên cứu Nam Cực cho hay họ đã đo được nhiệt độ ở mức âm 11,5 độ C vào ngày 18 tháng 3. Đây được coi là mức cao kỷ lục được ghi nhận ở thời điểm mà thông thường nhiệt độ sẽ giảm khi mùa hè ở phía Nam kết thúc. Trong tháng 3 này, một trạm quan sát ở Nam Cực cũng liên tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, có lúc lên tới 4,9 độ C, trong thời điểm mà thông thường nhiệt độ đã giảm xuống mức âm. Các mức nhiệt cao chưa từng có được ghi nhận sau khi Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia Mỹ cho biết diện tích băng trên biển Nam Cực đã giảm xuống mức 2 triệu km2 vào cuối tháng 2, lần đầu tiên giảm tới mức này kể từ năm 1979. Với chiều dài lên tới 30,54 mét, một chiếc ô tô tại Mỹ vừa qua đã lập kỷ lục là chiếc ô tô dài nhất trên thế giới. Chiếc xe được chế tạo lần đầu tiên vào năm 1986 với chiều dài ban đầu là 18,28 mét. Sau đó xe được tăng độ dài lên tới 30,48 mét và được sử dụng trong nhiều sự kiện.
Tuy nhiên sau đó nó bị bỏ hoang trong nhà kho suốt nhiều năm và rơi về tình trạng hư hỏng. Chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe đã mua lại và khôi phục chiếc xe, đồng thời phá vỡ kỷ lục Guinness Thế giới sau khi chiếc xe được kéo dài thêm 3,8 cm. Xe có thể lái cả từ hai đầu, chở được trên 75 người và có 26 bánh xe. Không chỉ vậy, nó còn được trang bị những tính năng hiện đại nhất, bao gồm một sân golf mini, hồ bơi, thậm chí là cả một bãi đáp trực thăng. Tuy nhiên trên thực tế, với chiều dài này, nó cũng khó có thể chạy trên đường, ngoài mục đích chính là để trưng bày. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.